mọi người lại là mình đây, Uni nè. Trời ơi, mọi người biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở trong cái khu bán gà nè. Lâu lắm rồi mình mới vô đây lại. Trời ơi, ở đây có khoai tây chiên đồ nữa. Có cái tủ lạnh nữa nha mọi người. Wow, không biết là mấy cái này lấy được không ta? Ủa bấm gì lại đóng lại à? Cái gì vậy trời? Ê, từ từ, tôi thấy cái tên gì mà màu xanh. Ê, ai vậy? Hình như là mình mới thấy Uni vô mọi người. Ủa, hôm nay bé đi qua đây làm gì vậy? Định rủ bé quay clip chung luôn á. Rồi để mình xem thử nha. Kìa, mọi người thấy không? Rồi bé làm gì vậy trời? Ủa, món mới gì bé nằm đó? Thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ bơi vô núi. Tại vì mình biết hôm nay là thứ bảy, đường nào ông cũng sẽ qua, ông rủ mình đi chơi à. Nên là nếu như mà ông có qua thì mình sẽ bơi ông luôn. Trời ơi, bé định trơn tôi. Cái gì vậy trời? Trời ơi, bữa nay to gan rồi trời. Bữa nay định trơn tôi luôn à. Hồi nãy là mình có nghe sơ sơ là nghe nói là Uni bơi vô thúi. Bây giờ mình phải làm như thế nào để mình bật ngược lại Uni luôn? Nghĩ sao để bé trơn tôi làm gì có mọi người. Nếu như mà mình biết rồi nha, hằng ngày mình quay clip á là mình sẽ đi qua nhà của anh này, mình rủ anh này quay chung, thì chắc chắn là sau khi bà ở trong cái ngôi nhà đó xong, bà nói xong là đường nào bà cũng về nhà hết mọi người. Bây giờ là mình sẽ đi trước bà một bước luôn, là mình sẽ qua nhà của bà trước. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình làm thử thách trên như núi, nên là có gì mà sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Đấy hả mọi người, hiện tại là mình mới đi vô nhà của anh này. Nếu như theo suy nghĩ của mình á là hằng ngày á bà về nhà là bà sẽ đứng này bà nói cái gì đó, bà làm thử thách mà mọi người. Rồi sau đó là bé sẽ lên đây bé nằm xuống đó. Vì thế bây giờ mình sẽ kiếm cái góc nào đó mình đứng mình nấp nha. Cô thử là có y chang như là mình để suy nghĩ không? Nấp đây chắc không thấy đâu ha. Bây giờ mình sẽ ngồi xuống, lần nào bé cũng về cả. A few moments later. Không lẽ là mình đoán sai hả ta? Nãy giờ chưa thấy bé về luôn. Mình nhớ là thường ngày bé hay về nhà bé nằm mà ngủ quá mà ta. Ê, mọi người, tôi thấy rồi bé về kìa. Đó. Bé chạy đâu vậy? Ủa mất rồi. Thì bây giờ anh này sẽ về nhà để chờ Dung Thúy qua, Dung Thúy gọi anh này đi chơi nha. Ê, kìa, mày nhảy lên. Đó, thấy không mọi người? Tôi nói đâu có sai đâu. Mỗi khi mà bé về nhà là bé sẽ lên đó bé nằm mà ngủ liền. Vậy là theo mình đoán nha, bé này bé đang chờ tôi qua rủ quay clip chung để cho khỏi phát hiện. Bây giờ là mình sẽ đi ra lại. Bây giờ làm thế nào ta? Trời, hôm nay ai chỉ bẻ tròn ác dữ vậy trời. Bây giờ mình sẽ có một cách như này, kiểu như là bây giờ mình sẽ vô nhà của anh này, mình rủ anh này quay chung, vẫn giống như là cái cách cô bẻ đưa ra á, nhưng mà mình sẽ giả ngu nha, mình kiểu như là mình không biết gì hết, nhưng mà thật ra là mình đã biết hết rồi. Thì lúc đầu là cho bẻ bơ đi, rồi cỡ khoảng thời gian sau là mình sẽ bơ ngược lại luôn. Đó, vậy mới là tròn đúng không? Giờ tiếp tục là vô nhà của anh này lại theo dõi. A few moments later. Hello Uni. Ủa sao clip nào cũng vô nhà bẻ hello hết ta? Uni ơi. Ai? Gì vậy, em đang đâu vậy? Đố anh biết á. Còn đố nữa trời, bà hay nằm đây nhất bà đố nữa. Ủa sao bữa nay nằm xả lai trời? Sao, kiếm tôi cái chuyện gì? Thì định rủ, hôm nay là ngày thứ bảy đúng không? Đúng. Định rủ em qua kiếm cái gì quay cho mọi người xem nè. Không, mày không thích đi chơi với anh, thích nằm đây ngủ cơ. Ủa gì vậy trời, thấy không mọi người, nãy mình nói đâu có sai, bà này bà ngủ dễ sợ luôn. Đi chơi đi, giờ nằm ấy chứ trời. Không thích. Ủa sao vậy, bữa nay bị cái gì hả ta, sao nói chuyện lại kỳ vậy? Bữa nay. Sao? Ui sợ quá. Để chơi đấy. Đi đâu? Đi vòng chơi chứ nằm đây chi hoài trời, nằm đây là sẽ bị mập á. Không, thì ốm thì không có mập. Thì anh có nói gì đâu, đi ra kia chơi nha. Được thôi. Wow, giờ. Quá lại là mình kiếm gì quay cho mọi người xem đi, hôm nay là ngày thứ bảy mà. Không thích. Cái gì vậy trời, ủa nay bé bị sao rồi trời? Vậy bây giờ em có đi không? Anh năn nỉ em đi. Này ơi đi nha, anh năn nỉ này, chiều anh cổng đi chơi nhá. Cái nhẫn của anh đâu? Cái gì? Cái nhẫn. Ủa cái nhẫn của anh đâu? Rồi. Không sao? Không. Hôm qua là anh quay clip cho BD đó, nên là tháo ra bây giờ anh đeo vô lại nè. Đó, có tên Uni nè, thấy chưa? Trời ơi. Thôi giận rồi, không đi chơi nữa. Em biết là ở trong game này cái bản tên nào là xịn nhất không? Không. Là cái bản tên của Uni nè. Thiệt không? Thiệt. Em mới không có được tháo rồi nữa nha. Ok, giờ đi chơi nhá. Thì bây giờ Jun cũng đã đi ra tới chỗ đó rồi nha mọi người. Hồi nãy giờ là Uni chỉ bơ sơ sơ thôi, bây giờ mới là bơ thiệt nè. Cái chưa. Uni quay anh cho xem cái này nè Uni. Xem cái gì? Để đó. Quay thấy, em sẽ thấy là một cái quả trứng khổng lồ luôn. Đâu? Đó, thấy chưa? Gì vậy trời? Nè, bây giờ em nhìn cho kỹ nha. Quả trứng là chúng ta có thể là đĩa ra cái quả trứng. Đây. Đó, anh đĩa ra quả trứng kìa. Em đập quả trứng. Bố mới ơi, đập quả trứng anh cho em mà. Sao em đập quả trứng? Để em làm ốp la. Quả trứng bự này có thể ốp la nhiều hơn. Không lấy. Gì vậy trời? Không thích. Làm gì không thích? Nhìn thấy ghét, không thích. Ủa cho mấy bữa anh cho em cái gì em cũng thích mà. Nhưng mà hôm nay không thích nữa. Làm gì không thích? Không biết, nhìn cái mặt thấy ghét.
khó ưa. Nhưng mà cái mặt của anh thấy ghét hồi giờ mà. Có sao đâu, sao bữa nay khó ưa? Không biết, hồi giờ thấy không thấy ghét, nhưng mà hôm nay thấy thấy ghét. Gì vậy trời? Quỳnh này. Sao? Này kiếm cái gì quay cho mấy bạn xem mà sao em sao vậy? Em không biết, anh tự kiếm đi sao anh hỏi em. Ờ vậy thôi, định rủ em quay clip chung mà quay em nói vậy trời. Không thích. Vậy giờ không quay gì cho mấy bạn xem luôn đúng không? Đúng vậy. Ờ vậy thôi, anh không nói chuyện với em nữa, anh sẽ rủ bạn này được quay thôi. Chung. Rồi rủ đi. Không không có, nhưng mà Unni vẫn là nhất mà Unni. Sao không rủ bạn kia quay chung đi? Đâu nói giỡn vậy thôi, thử Unni thôi mà Unni vẫn bơ luôn. Unni làm gì ạ? Người túi cây. À túi cây có được cái gì không? Được con giun đất. Tưới cây là chỗ đó nó sẽ có nước, xong con giun nó sẽ bò lên, hiểu chưa? Đâu để anh tưới thử coi, coi thử là có con giun không. Em đi nhặt cây, anh tưới đi. Ui, anh tưới ra được một kim cương. Quỳnh này thúi. Ơi. Ở kia em thấy cây quay sebi không? Có. Bây giờ chơi xem thử là ai nhặt trước, anh chấp em đứng đó luôn, anh đứng đây thôi. Được thôi. Bây giờ em bấm hết chữ he he của anh là ai nhặt trước là thắng nha. Ừ. Đây, thấy chưa? Đây. Chưa hết chữ he he mà. Đó, anh nhặt trước nè. Đúng là cái đồ anh gian. Cái gì trời? Rồi định cho Unni chơi chơi mà sao Unni sao trời. Tôi không chơi với ông nữa, ông đi ra chỗ khác chơi với cây wasabi của ông đi. Đâu anh định cho Unni anh bắn chữ hai nhưng mà chưa hết chữ hai anh nhạc mà. Coi thử em sao mà sao kỳ vậy. Ủa mất mất luôn rồi. Ủa sao em chạy vô xuyên vô đá hay vậy? Tại em là tôn ngộ không. Mình thấy bể chui chui dưới chỗ cục đá kia, sao bể lên đây hay dữ. Tôi bay á được không? Trời ơi bữa nay tập làm gơ lạnh lùng mà sao trời. Rồi để gì con nướng con cá. Ông nhìn gì, tôi mới câu được con cá thì tôi nướng tôi ăn, tự nhiên ông đứng không nhìn. Thì tôi anh nhìn em thử em nướng cái con gì chẳng ngon ông trai năng với. Không, muốn ăn thì tự câu mà ăn đi. Ê, Quỳnh đi đâu vậy? Như vậy? Xe của tôi mà ông lên làm gì? Anh thấy thường ngày là em hay chở anh đó mà. Nhưng mà em không thích, anh tự đi đi. Rồi rồi, mày xong rồi. Nãy giờ là như mấy bạn đã thấy đó, Unni bơ tôi quá trời luôn mọi người. Leo lên xe của bể mà bẻ còn đuổi tôi xuống nữa. À, bây giờ được ha. Thì hiện tại là mình đang ở bên phố Âu mọi người. Bây giờ mình sẽ về phố Việt. Thì bên phố Việt thì có những cái bạn nữ xinh rồi. Bây giờ mình sẽ về đó mình cho lại Unni nha. Kiểu như là Unni thấy tôi kiểu như là tương tác với gái á. Đường nào là bẻ cũng kiểu sao ta kiểu như là tức giận á. Đó, bây giờ mình sẽ cho ngược lại bẻ luôn. Bây giờ mình sẽ bay về Việt Nam. Ờ Unni ơi. Ơi. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở trong camping. Thì hồi nãy giờ tôi thấy là bè bơ tôi hơi bị nhiều nha, tôi buồn á. Rồi nghĩ sao tôi lên xe bè kêu không thích, bè nghỉ chơi với tôi. Kêu là tôi là cái mặt khó ưa thấy ghét. Tại cái mặt khó ưa liệt mà. Ờ vậy thôi, vậy giờ tôi về Việt Nam tôi không chơi với bè nữa. Được thôi. Ờ bỏ xì luôn. Bỏ xì luôn. Nghĩ sao mà tôi rủ Unni quay clip mà bẻ bơ tôi. Dám thiệt, bè này bữa nay to gan nha. Hiện tại là mình đang nói chuyện với Unni trong Discord đó. Mình đã tắt cái âm lượng của mình rồi. Bây giờ mình nói như thế nào Unni cũng không nghe cả. Để bây giờ mình sẽ kêu thử nha. Unni ơi, Unni thối là bẻ không có nghe nha mọi người. Đó kiểu như là mình cho là mình không cho Unni biết gì luôn. Lát nữa là mình sẽ kiếm bạn nữ nào đó xinh xinh đây, rồi mình sẽ bật anh lại kiểu như là mình hù Unni á. Đường nào tôi biết Unni cũng từ bên phố Âu chạy về Việt Nam à. Giờ mình ra mình bật anh lại nha. Bây giờ mình bật lên mình nói là Unni sẽ nghe. Unni ơi. Ơi. Đó 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 thấy không mọi người. Trời ơi có bạn này xinh quá trời luôn nè. Wow. Ý hello. Ông này ông dám khen gái xinh ở Việt Nam để tôi bay và tôi xử không mới được. Mọi người đợi tôi chút xíu. Tôi về tới Việt Nam rồi nha mọi người. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm mà ông coi coi ông khen bạn nào xinh. Trời ơi tôi thấy một bạn đang bắt bọ nè. Wow, ủa gì vậy? Mất mới gì bè không ở bên kia bè theo tôi về làm vậy? Bạn nào xinh đâu, chỉ coi với. Không, mất mới giờ nãy bè bơ tôi mà, bè có nói chuyện với tôi đâu. Nên là tôi về là tôi chơi. Ủa, hồi nãy tôi cũng có nói chuyện với ông mà. Mất mới thì tôi lên xe, bè đuổi tôi xuống. Tại cái mặt ông thấy ghét. Đó, bởi vì thế tôi mới về Việt Nam tôi đi chơi. Đi chơi mà ông cất cái nhẫn luôn. Ừ, tôi về tôi phải cất nhẫn chứ sao. Trời ghê thiệt, hồi nãy bơ tôi ghê á mà. Bị đặt ra hôm nay rồi bơ tôi. Làm gì khóc, làm gì đứng ở đó. Bị con ông chưa, bị con mũi chích là chưa. Bị đặt khóc, bị mũi chích mọi người. Con mũi đáng ghét. Con mũi gì, mũi đáng ghét. Biểu bài chung đó, chơi cho mũi chích. Tại tôi buồn rồi. Tôi buồn vậy, mất mới về nãy là tôi thân thiện với bè đúng không? Ê, về mũi chích. Vừa lắm. Đây, tôi đeo anh lại nè. Bè có chơi với tôi không? Có. Nhưng mà giờ tôi không có chơi với bè nữa, tôi nghỉ chơi với bè luôn. Gì vậy? Ông mà nghỉ chơi tôi đứng tôi khóc cho mũi chích tôi nữa không tin ông? Vậy bè nói gì bè nói lại coi. Ông mà nghỉ chơi với tôi đứng nó cho mũi chích tôi tiếp. Tôi nghe không rõ bè nói lại lần nữa coi. Thôi mệt quá không chơi chung nữa, bye bye. Ờ chắc chắn chưa? Không. Wow, đang chạy xe, ủa? Sao bè không ở trong camping bè chơi đi, bè ra làm gì ạ? Tôi ra tôi rủ ông đi chơi. Cái gì? Bè rủ tôi đi chơi à?
cái khung cảnh này quen lắm nha mọi người. Quen hả? Quen. Gì vậy? Hồi nãy là bè biết cái cảm giác mà bè kích tôi xuống không? Là nó sẽ như thế này đó. Đâu có đâu, hồi nãy là tôi bấm trượt tay thôi. Bấm trượt tay gì thì lần này thì tôi cũng trượt tay đó. Tôi trượt tay mà. Trượt tay thì lướt lại đi. Lướt lại à? Ok, lướt lại thôi. Đó. Ok chưa? Ok. Mẹ tự nhiên tôi trượt tay tiếp nè. Đó. Gì vậy? Bị trượt tay. Rồi, hiểu luôn. Chuông cái mặt thi ghét. Rồi chuông cái mặt khó ưa. Rồi mất mới gì xe của tôi ai cho ông lên. Rồi tôi kích ông ra. Rồi mất mới gì bè đứng ngay gốc cây. Bè làm gì ạ? Tôi tưới cây. Tôi tưới cây. Ê, các bạn này chào, hôm nay bây giờ mình sẽ mở khối cho bạn này lên xe nha. Ê, bạn Kiri Guti lên xe nha bạn ơi. Lên xe. Ừ, nhưng mà có bạn khác lên xe nha mọi người. Sao không cho bạn đó lên mà không cho tôi lên? Nãy là tay của tôi ra mồ hôi nên là trượt tay, giờ tay hết ra mồ hôi rồi. Nên nè, tôi chở bạn ấy đi. Không đi chơi với bạn đó thì tôi đi chơi một mình. Rồi ok, vậy đứng đó mày làm gì ạ? Câu cá. Câu cá à? Giờ hồi nãy tôi nghe nói là bè câu cá, bè nướng cá nữa mày đúng không? Đúng. Giờ bè câu cá lên bè có nướng cho tôi ăn không? Ông cứ chở tôi đi đâu mà tôi nướng cho ông ăn. Giờ bè nướng cho tôi ăn thì tôi chở mày đi. Ông hứa đi. Hứa luôn. Chào luôn. Ok. Bạn này chào này, tôi chào lại nha mọi người. Để tôi chào với. Thôi chịu rồi. Ôi cái gì? Ồ, cái chip. Nướng thôi. Bày nướng ăn mình rồi, tôi no rồi. Gì vậy? Trời ơi, mọi người thấy không? Nghĩ sao mình hồi trên tôi được mọi người? Chắc là bạn lên clip của mình, bạn đọc những cái bình luận mà bạn fan yêu cầu qua. Chắc là bạn bắt trước, bạn làm theo. Nhưng mà đâu có được. Tôi chặn đường hết rồi, bạn không có bao giờ bạn cho tôi được hết á. Bây giờ là tôi sẽ về nhà, tôi qua cái góc chỗ cái giường này tôi nằm. Đường nào là bạn cũng tê đi vô nhà tôi hết. Giờ tôi nằm đây nha. Đó, giờ chỉ cần là đợi bé vô nhà thôi. Đó, thấy không mọi người? Đang đâu vậy? Cái gì? Ai nói gì vậy ta? Đang đâu vậy? Đây, tôi đang nằm ở trên giường nè. Sao nấp tuốt ở đây vậy trời? Ủa mà quen cách chuyện gì không hả? Thì nãy giờ anh thì chỉ chôn anh thôi, nên là đừng có giận anh này nữa nha. Cái gì? Nãy giờ Uni cho anh à? Đúng. Trời ơi, bữa nay về bị đặt bài cho tôi nữa. Tại vì mấy bạn fan yêu cầu Uni bơ anh đó, chứ Uni cũng không có muốn đâu. À, vậy là những bạn fan em đọc trên clip của anh đúng không? Đúng rồi. Em nghe những bạn fan nói là làm thử thách một ngày bơ chun thúi, phải không? Đúng. Rồi nãy giờ em làm thử thách chưa? Em làm thử thách rồi, nhưng mà được có nửa ngày thôi. Được có nửa ngày thôi à, chưa đủ một ngày à. Thì nói cho bà biết luôn là tôi biết hết rồi. Ủa? Sao biết được? Sao không biết trời, tôi cái gì không biết trời. Nhưng mà cái này sao mà biết được, cái này là em đã bí mật rồi mà. Bà ra đây tôi nói cho bà nghe, qua đây. Hồi nãy á, là tôi thấy bà chạy về phố Âu, tôi cũng bắt trước tôi chạy theo luôn. Rồi xong tôi định vô kia tôi đi quay clip ở trong khu bán gà tôi cho mấy bạn xem. Và tự nhiên tôi trong mắt tôi thấy bà đi vô, bà không tele tôi luôn, tôi cũng không tele bà. Tình cờ tôi gặp bà thôi, thấy bà nói là hôm nay cho vun thúi. Vậy là ông biết hết luôn rồi hả? Tôi biết hết rồi trời. Nhưng mà ông biết sao không nói cho tôi biết? Vậy làm tôi tốn công tốn sức đi cho ông, vậy tôi bơ ông thiệt luôn nè. Giỡn mày gì vậy trời? Đi đâu vậy? Không nghe. Winnie ơi. Không quan tâm luôn. Winnie thôi. Không quan tâm. Trời, tôi kêu vậy mà không quan tâm luôn rồi trời, không hiểu bao thiệt. Winnie thôi ơi. Ê, tôi không có giỡn mặt với ông nha. Gì nãy vậy? Giờ tôi nhịn ông hơi nhiều quá. Tôi không có thúi nghe ông. Trời, sao hồi nãy bà kêu không quan tâm mẹ? Tôi không quan tâm nhưng mà tôi thơm xương có thúi. Cứu tôi với mọi người, cứu tôi với. Gì vậy?